tường thuật ở trên đấy cơ. Tường thuật ở trên Hà Nội. Coi đấy đấy, coi. Đỏ sao vàng. Rồi kìa. Thấy chưa? Ôi ôi, sướng nha. Đây, hôm nay một đoàn đông lắm. Lượm lượp luôn. Bão Tài Cú Bí Quảng Ninh à. Hết rồi. Tí nữa có lại xem tiếp. Hết giờ đâu? Nay đi cả đêm mới hết giờ à? Đẹp không? Con bảo Việt Nam vô địch. Đẹp không? Con bảo đi Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch không? Vô địch chưa? Chưa á? Giờ này vẫn còn chưa vô địch á? Thế... chưa vô địch cơ à? Thế đội nào vô địch đấy? Thắng rồi á? Vô địch chưa? Chưa á? Con ra đường là con... đấy đấy. Việt Nam vô địch nhá. Vô địch nhá, con đi báo không? Đi báo không? À, vứt luôn đi. Vứt luôn này lấy đâu mà chơi? Không. Không vứt à? Vứt để đấy lấy đâu đi báo? Lại quay lại. Đấy. Đoàn khác ấy. Đoàn này nó đi chắc phải đến Tân Hạ Long nó mới đấy à. Đi bọn thanh niên cho rồi bọn dưới kia chắc từ Hạ Long nó lên. Đấy, Việt Nam vô địch nhá. Rồi. Đấy. Đi chậm chậm. Hạ Long lên rồi. Ôi dồi ôi, xe đẹp chưa? Ôi kìa. Kìa. Ôi đường nước kìa. Vô địch chưa nhỉ? Cái Việt Nam vô địch chưa? Vô địch chưa? Thắng chưa? Thắng rồi à? Tầm mấy không? 1-0. 1-0 đúng không? Không á, 1-0 luôn à? 1-0 rồi đấy à? 1-0 à? Thế cô Vũ đi. Cô Vũ đi. Bỏ đây rơi đấy. Ừ? Đâu? Đâu còn đủ phượt nữa không? Đấy, tí nữa lại hạt đàn lên qua đây rồi.